Minh Trung. Đường chuyền hơi sâu của Minh Trung. Chúng ta hãy chờ xem điều gì. Trọng tài đã thổi còi. Diễn ra và giúp cho câu lạc bộ. Cầu thủ Long An dường như đứng trên sân. Đây có thể là những tình huống hài hước nhất của V-League, thủ nhất của V-League. Dijachenko nhận bóng và tiếp tục đưa bóng vào khung thành trống. Một bàn thắng nữa đã đến. Một bàn thắng đến cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Và sẽ là 7 điểm tạm thời tránh khỏi khu vực rớt hạng. Và